Trời ơi, mà bởi vậy tại tại không cái phải iPad của anh á, anh mới xài quen. không có xài, từ xưa không có xài, nhưng mà không có xài. Bữa nay thấy tụi nó nói là cái iPad đó là vẫn live stream được, thì mình ra bên này mình làm để mình tránh cái trường hợp là ví dụ như mình Hiểu. đang live cái phone này rồi xong có ai gọi thì nó sẽ mất, anh hiểu không? Sẵn có cái đó mình làm luôn mà mình không có biết xài, xài không quen á, ra nó trật ruột vậy đó. Thì báo cáo với anh là mấy bữa nay tôi off cái Facebook, tôi nghỉ chơi một tuần lễ để chi với game cho nó đầu óc nó thanh thản trở lại, bởi nó nhiều cái mà mình thấy mình bực bội. Nó trống rỗng như kiểu như là coi là dẹp loạn 12 sứ quân đó mà. Bữa nay thì mình ở nhà buồn quá thì vô tình là thì mình lại coi những cái chương trình ở trên YouTube á, thì mình thấy một cái chương trình biết mình biết cái này lâu lắm rồi nhưng mà mình nó không làm mình khóc, mà suốt một tuần lễ thế này cứ mình cứ khoái coi cái đó, mỗi lần coi là mình khóc, mỗi lần coi là khóc, là bỏ đó, là một cái chương trình là như chưa hề có cuộc Có chia cuộc ly. chia ly, đúng rồi, đúng Mình coi mình xúc động quá mà lấy nước mắt mình. Tôi là con người cứng rắn mà, thì rồi. sự bố tôi, người con người tôi không bao giờ nhỏ nước mắt, mà tôi coi cái nước mắt tôi ngồi tôi có chùi nước mắt hoài đó. Vì chỗ đó là bữa nay tôi cũng muốn nói là anh với bà mời anh lên, chứ là những người nào lớn tuổi và đi đi qua cuộc chiến tranh thì mình để mình nói cái chương trình đó, và mình vạch trần ra cái lý do tại sao bà có những cái chương trình như vậy Đúng rồi. và lý do tại sao mà những nhân vật nằm trong đó. Thì tôi mới tiên đoán một cái điều này là, và tôi cũng đã nhận xét kết luận như vậy, là hầu như tất cả những nhân vật mà nằm trong cái chương trình đó sự thật 100% và hầu như là 100% đều dính líu tới chiến tranh, Đúng đúng rồi, líu chiến tranh đúng rồi, là bởi vì đất nước mình có chiến tranh thì thành có sự thử loạn ra lạc, nó mới xảy ra những chuyện đau buồn như vậy, và nó có những chuyện mà nó quái quăng, nó hết cái chỗ nói. Có nhiều cái chương trình hai người thất lạc với nhau ở cùng một tỉnh mà 40 mấy năm không biết được, không gặp được, anh hiểu không? Tại đó vì cái chỗ đó anh ra rất ư là đã buồn bà, mỗi lần nói mà anh biết ơi anh ơi, hầu như tất cả mọi sự việc đều có dính líu cái vấn chiến đề tranh. chiến tranh cả đó. Mời anh phát biểu rồi. Ok, Cảm ơn anh, chào quý vị, chào các bạn. Lâu quá rồi mới ngụy già mới gặp lại nhau nói chuyện. Cái chương trình chưa hề có cuộc phân ly đấy anh, là mình bắt đầu mình coi lâu lắm rồi, từ cái hôm mà mình còn coi trong tivi đó, là họ phát thẳng ra bằng tivi cái mình coi. Thì gì thưa anh, mình rất là thích cái chương trình đó. Cái mình rất đặc biệt là mình rất thích cái cô đó, cô đó xinh xinh, người Bắc nhỏ nhỏ con với cô cô thì mình không biết, hơi không biết cô tên gì. mình quên con tên, mình rất là thích cô, rất thích cô cái câu chuyện đó. Thì anh nói rất là đúng rồi, khi mà họ bắt đầu cái chương trình đó đó, cái series đó, thì là tất cả những cái câu chuyện nó khởi đầu nó có dính líu đến là từ năm 1975 lên về về trước đó, rồi đến sau này đó thì có một vài câu chuyện nó vào sau này, đến cái đời này thì lâu lâu khoảng chừng 80 90 70 80 khoảng chừng 80 90 thì lại cũng xảy ra những cái câu chuyện đó. Thì căn bản là tất cả mọi thứ là nó xảy ra là tại vì chiến tranh. Đúng. Thì thôi bây giờ mình nó có cuộc chia ly này, nói không đâu xa, tôi nói cho cái nhà của tôi đây, cái nhà trong cái nhà tôi, nhà tôi ông cụ bà cụ tôi có mấy người con thôi đó, vậy thôi. Nhưng mà tôi bà chị ruột của tôi đó, mà ông cụ bà cụ mình có mà sinh đôi hai bà chị, thì đến năm 1955 mà khi mình di cư đó, thì một bà chị vô trong Nam, một bà chị ở lại ngoài Bắc để chăm ông nội, chăm bà ngoại bà nội. Thì bao giờ mình cũng biết còn một bà chị ruột. Đến năm 75 thôi, thì sau khi mà chiến tranh chấm dứt, Việt Nam thống nhất đó, thì là gia đình mình là đoàn tụ lại được với chị Lan ở ngoài Bắc. Nhưng mà tôi đây lúc đó là tôi đã đi rồi. Phải đến năm 1998 thôi, tức là anh là tính ra từ năm 1954 đến năm 1958 đó là 30 mấy năm, 34 năm, gần 35 năm tôi mới gặp lại bà chị thôi, bà chị ruột. Cuộc chia ly đây, ruột thịt trong nhà thôi.
rất là dài, rất là đến với mình một cách yên lặng và kéo dài và rất là đau buồn, tại vì trong lòng của tôi biết bao giờ tôi cũng biết tôi, đặc biệt là trong bất tình chiến tranh, bao giờ tôi cũng biết là mình còn một bà chị ruột ở bà. Tôi không ngạc nhiên khi tôi thấy anh xúc động để nghe câu chuyện của anh, tại vì tất cả những cái chuyện đó là những chuyện rất là thật, người thật, việc thật, thời gian thật. Cái thời gian nó xảy ra, anh với tôi đã sống ở trong đó, và khi mà mình nghe thì mình biết sự đó là sự thật. Chiến tranh mà anh, chiến tranh là như vậy đó, nó tác động đến con người của chúng mình mỗi người một kiểu, và cái nỗi đau của chiến tranh thưa với anh, nó kéo dài đến mình không ở Việt Nam, mình không có biết, mình chưa nói chuyện ở ngoài này, mình ở ngoài này thì mình nhìn thấy là nó kéo dài đến giờ này, một số người vẫn còn kéo dài ở trong lòng một số người, bạn bè đồng hữu của mình, anh em của mình ngoài này bây giờ vẫn còn tiếp tục chiến tranh. Ở đấy anh vừa rồi anh nhìn thấy thằng Đàm, ông Đàm Vĩnh Hưng, ông bè ông hát ở Georgia, Atlanta đó. Anh em của mình, chú bác của nó kéo nhau đến đánh nhau mới đó. Tất cả mọi người từ ở New York, từ ở Washington về, từ California qua gửi quân có tiếp viện, từ Houston đã đổ lên đó, đổ về Atlanta. Đánh nhau, chửi nhau, nhổ nước miếng vào mặt nhau ở cái câu chuyện ông Đàm Vĩnh Hưng. Chuyện anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, tội nghiệp không nào? Con cháu, chú bác ông bà nó đánh nhau với con cháu nó, một cái sự mà tất cả mọi thứ đó nó xảy ra như vậy ấy. Trong khung cảnh gì anh, trong khung cảnh của dưới cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, một cái oan nghiệt vô cùng. Mình rất là may đó, mình rất là may. Tôi trở lại cái câu chuyện chưa hề có cuộc phân ly, chiến tranh Việt Nam á, thật là mình, những người trong Nam á, thiệt ra mình không có góp gì trong đó cả. Tôi và anh là tôi biết là chúng mình không có góp gì cả. Chúng mình chỉ phá được thôi, chứ mình không có góp gì trước năm 75 cả. Anh muốn hay không muốn anh cũng cầm súng để đánh nhau. Tôi muốn hay không muốn tôi cũng cầm súng để đánh nhau. Tức là căn bản là mình không có góp. Mình chỉ phá thôi. Anh thử là từ ngày mà có cái chiến tranh chấm dứt anh, tôi biết là tôi rất là may mắn, và tôi nghĩ anh cũng vậy. Mình rất là mừng hòa bình trở lại. Tại vì như vậy đây. Đó là một cái điều mấu chốt mà hầu như cả dân tộc Việt Nam đều mong muốn điều đó. Tới bây giờ là 100 triệu dân, ai cũng muốn điều đó. Tôi siết nghĩ ai cũng muốn gì điều đó cả. Cái điều quan trọng nhất là họ muốn hai miền Nam Bắc sum họp. Cái thứ hai nữa là quan trọng nhất là không còn chiến tranh. Và cái thứ ba nữa là người ta muốn đất nước Việt Nam mình làm ăn bình yên để mà vươn ra thế giới. Ba cái yếu tố quyết định, và họ không muốn tái diễn lại những cảnh đó nữa. Và chúng ta là những người đồng hành, và chúng ta là những người thấu hiểu được cái nỗi đau của đất nước mình. Bởi vì chúng ta là người trong cuộc mà, sao không hiểu được. Tôi với anh là người trong cuộc mà, làm sao không hiểu được. Và mình cũng không ngờ là những cái khóc khuất của xã hội bây giờ, tức là cái hậu quả của chiến tranh, nó vẫn còn kéo dài, tới bây giờ vẫn chưa dứt. Điểm thứ nhất đó là theo lời nói. Còn thứ hai là nạn nhân của nhất chất độc màu da cam, nó vẫn còn đeo đẳng. Anh thấy rõ ràng đó. Và mới tôi coi cái chương trình mà như chưa hề có cuộc chia ly, nó có những cái mà mình không thể nào mình không cầm được nước mắt. Nói như vậy để cho mình hiểu rằng đau đớn ở chỗ nào. Mình mới hỏi một cái điều đó, cái lý do tại làm sao họ như vậy. Cái lý do tại làm sao mà cái người mà chồng xa vợ con xa, chồng mà nhiều cặp song sinh chia lìa nhau, không nuôi nổi, phải đem cho con vào từ vũ, nói chung tất tần tật. Lý do đó là cái hậu quả của chiến tranh. Kẻ nam người bắc có nhiều người mẹ vẫn lam lũ như thường, mà người con thì ở phương trời Tây, nói chung là tất tần tật. Và cái hay và cái mà hạnh phúc nhất á, là họ cứ đã là người Việt Nam. Anh thấy rõ ràng, tôi mới con một cái tập gì đó không biết, mà đứa con bên Pháp nó vẫn đi tìm mẹ nó, mặc dù nó đi qua bên đó có 3 tháng tuổi thôi,
3 tháng tuổi thôi mà nó vẫn đi biết tìm mẹ nó. Và tìm đi gặp rồi. Hai mẹ con ôm nhau khóc. À, xỉu lên xỉu xuống. Anh thấy là mình mới coi mấy cảnh đó là cái khán phòng cho những người theo dõi. Ai cũng lấy khăn lau nước mắt, lau hết từ lớn chơi đi nhỏ, là không ai không khóc. Và tính mình coi mình cũng khóc luôn. Bởi vì mình mới thôi, tôi xúc động quá mà tôi mới nói là anh à, nhưng mà ở đâu đây vẫn còn những kẻ họ không hiểu được cái nỗi đau của không biết nỗi đau của người dân mình và nỗi đau của đất nước. Đó là cái chuyện quá khứ rồi, mình không bàn cãi nữa. Nhưng mà mình mới nói ngay tại giờ phút này nè, nó vẫn còn có những người giống như anh nói, vẫn sâu xé nè, rồi vẫn hằng học lẫn nhau, họ vẫn chém giết lẫn nhau, có nghĩa là họ vẫn muốn là đưa ngoại bang vào để xé đất nước Việt Nam mình. Nôm na đại khái là coi như là người nhà nước Việt Nam mình gọi là kêu mà những thành phần gọi là phản động đó, không, nói chung là không có yêu bêu dân tộc, con mẹ gì cả, nói chung là vậy. Cái minh chứng rõ ràng nhất là cái mà chương trình như chưa hề có cuộc chia ly, nó đã minh chứng cho mình thấy rồi, đó là cái hậu quả của chiến tranh. Tất cả những nhân vật đều là dân chạy loạn, đều là vì chiến tranh làm ra. Cái điều đó là cái điều minh chứng hùng hồn nhất mà chúng ta muốn nói. Bây giờ nó nói là chế độ này chế độ kia bao nhiêu tội đó, chúng ta cái chuyện nó không có nghĩa địa gì cả. Tôi đã từng nói với anh rồi, tôi là con người thật việc thật, tôi đưa ra những cái bằng chứng hình ảnh lời nói của tất cả những nhân vật lịch sử trong, ta yêu cầu tất cả mọi người, tất cả những người nào mà coi như là trái chiều đối với người đối với Việt Nam, hãy làm ngược lại đi, lấy cái gì lên sai, đừng có nói bô bô cái miệng. Đã thấy gì, những hình ảnh, những cái cuộc hành quân, những cái người lính Mỹ đã chụp hình quay video các cái rồi giết đốt làng đốt khóa rồi ấp chiến lược rồi đốt nhà phóng hỏa rồi nói chung là giết cái phụ nữ rồi đạp lên ngực phụ nữ như thế nào, đều có minh chứng cả, đều có hình ảnh và đều có cả, đều có lịch sử cả. Rồi thảm sát Mỹ La như thế nào, đất rất tần tật, đều có lịch sử, đều có. Và hàng năm hình như là hội cựu chiến binh Mỹ hình như đã qua thăm Sơn Tịnh và đã thắp nhang đó để thấy. Nói chung là cái đó là hiện thực, không làm sao mà cãi lại được. Và bây giờ người ta đã coi cái những cái chuyện mà như chưa hề có cuộc chia ly, nó đã là một cái minh chứng rất là hùng hồn, bởi là nhân vật đó là nhân vật có thật và nhân vật đó là một cái nạn nhân của chiến tranh, nó thẳng là như vậy. Cái điều đó là không có làm sao mà cháu chối cãi được cả. Nếu không có chiến tranh thì làm gì có cái chuyện mà chạy loạn đó. Thì anh tiếp tục đi. Mình nghe anh nói mình thấy xúc động, anh thì mình hiểu cho anh xúc động thế nào, mình xúc động y chang như vậy, không khác gì cả. Thành thử ra đó là một cái điều mà mình biết là mình suy cái bụng của mình, rồi mình biết là những người Việt Nam ấy thế này là không có ai hết. Chào Phương Đông Tùng. Chào anh. Rồi. Rất là tội nghiệp không? Không có người nào mà yêu hòa bình bằng người Việt Nam. Tôi với anh Phương Đông Tùng cũng vậy. Và tôi nghĩ là cũng tại vì như vậy đấy, thành thử ra không có người nào mà nó ghét lộn xộn bạo loạn bằng người Việt Nam. Tôi nói bằng chứng của tôi là tôi ở đây đấy, không nào mà có người mà người ta dựng cái lá cờ vàng lên mà ngồi mà nói dèm xiểm Việt Nam, tôi không có thể nào tôi ngồi được. Tại vì tôi biết là nếu mà tôi ngồi đó thì là tôi sẽ nói rất là lớn tiếng. Đó là biết tại sao không? Là bởi vì cái người Việt Nam, cái người Việt Nam mình, cái dân tộc Việt Nam, cái đất nước Việt Nam mà nó bị cái chiến tranh nó hành hạ quá lâu. Anh thấy chưa? 20 năm, chưa kể thời Pháp 100 năm. Nói chung là cái đất nước Việt Nam mình hầu như nó bị quằn mình về vấn đề chiến tranh. Và người dân của Việt Nam mình hầu như là đau khổ rất là nhiều cũng vì chiến tranh. Thành ra mình mới thẩm thấu, mình mới hiểu được cái chiến tranh là cái gì. Để mình nói nghe thế này nè, nói đến đây thì mình nói một thêm một câu nữa là mình mời Quân Đông Tùng nói nè, là thế mới biết đó, là đầu tiên là cái nhà nước Việt Nam và thứ hai cái người dân Việt Nam họ đã hóa giải cái hận thù ở trong, hóa giải cái đau đớn ở trong lòng ai, trong lòng cái người dân Việt Nam ở đâu anh, ở Việt Nam họ đã làm một công việc mà rất là tốt, mà tôi thấy là chưa có một cái nhà nước nào, chính quyền nào có thể làm cái việc đó. Chính xác. Tại vì cái hận thù, cái đau đớn của cái lòng người Việt Nam ở Việt Nam thì thiệt ra là nó vô vàn. Vô vàn.
mà nhờ là cái sự lãnh đạo của cái nhà nước Việt Nam với Đảng Cộng sản Việt Nam thành thử ra cái đau đớn đó. Bây giờ mình cũng may mắn cho được đến đời mình, đến giờ này là mình về đến nơi là coi như là không còn sự hiện diện ở một nơi nào nữa. Có thì đấy là mình chỉ biết nói như vậy, và cái điều đó là mình rất cảm ơn nhà nước Việt Nam và lãnh đạo Việt Nam. Thế mình ngừng đây, mình mời anh Phương Đông Tùng, người ở đang ở Việt Nam làm việc sản xuất chào anh Phương Đông Tùng. Dạ em chào hai anh. Cái anh Phượng vừa mới nói cái câu chuyện mà gọi là quên đó, thì không biết hai anh còn nhớ cái cụ mà Black Hawk Down của thời Bill Clinton đó, okay, ở lúc mà đi giúp ở Somalia á, thì cái chiếc đó nó rớt xuống thì nó kéo cái hai cái dân, họ kéo hai cái xác của người lính Mỹ họ cởi trần của truồng ra, kéo lên đường xong nó treo lên. Thì lúc đó em bị thất nghiệp, em đi làm trong cái Stop and Go ở Houston đó, nó giống như 7-Eleven với Circle K á. Thì em gặp một cái ông Mỹ đó, cái lúc nó đăng trên một tờ báo Time, đăng cái báo cái hình ở trên tờ báo Time, thì nó đăng cái người dân Somali đang đập trên cái xác của người lính Mỹ á, đường không quân Mỹ á. Thì khi mà cái ông Mỹ ông bước chân vô thì tự nhiên ông cái mắt ông cứ đỏ hoe, ông nhìn cái hình mắt đỏ hoe. Thì ông nhìn em, cái ông nói mày có phải người Việt Nam không? Nó nói sao mày biết tao người Việt Nam? Nó tại tao nhìn thấy cái ánh mắt của mày, tao nghĩ mày người Việt Nam. Nói tao là lính Việt Nam. Thì ông hỏi em một câu này, nói tại sao người Việt Nam của mày đáng nhẽ là làm như vậy mà họ không làm? Tụi ta tới đây để cứu cái người cái dân lúc mà họ Somali đói thôi, chứ tao đâu có tụi tao đâu làm. Nhưng mà tại sao dân tộc mày không làm mà những người POW mà những người mà rớt máy bay đều còn sống? Trong đó có McCain, thì em mới nói với nó chắc có lẽ là tại dân tộc tao không bao giờ muốn chiến tranh. Dân tộc tao chỉ có gọi là những cuộc chiến tranh nó cứ ép tụi tao phải ra tay thôi, chứ còn tụi tao không bao giờ muốn chiến tranh. Dân tộc tao là dân tộc hòa bình. Mà dân tộc của tao có một cái nhân bản, có một cái nhân bản rất cao là khi chết rồi tụi tao không bao giờ đụng tới cái xác. Tụi tao đối xử với cái xác rất là trịnh trọng, chứ không bao giờ tụi tao làm điều này. Cái đó là cái nền văn minh của người Việt mình. Mà em không hiểu tại sao mấy cái ông cờ vàng, mấy cái ông đó, ông cứ muốn đưa lên người đất nước này một cái cuộc chiến tranh. Em đúng, không hiểu nổi, em không bao giờ hiểu nổi.